Sí. Có mỗi là thái tươi góp nhỉ? Vậy. Tỏi ở ngoài kia, để tỏi tươi rồi. Tươi là khô rồi, đấy chúng ta có gì nhỉ? Chanh. Chanh tỏi đường. Là cái món còn là chưa làm xong món này. Không có chanh đâu. À, cái kia cháu chưa thọ. Cháu đang đấy, cháu đang đi rửa rau xong bác bảo cháu ra thái cái này. Cháu ta để thêm một cái thái. Không thì bác lấy cái nồi nào đấy này cho cháu vào cái nồi này cho được không? Ừ. Bác để thuốc. Nấu miếng nha, nấu cả miếng cả vai tay sao được? Nhà riêng nó khó mà. Riêng đây tay đang treo ngoài đây đây. Thì hả? Nấu mấy bát khoai tây cũng đã hết rồi. Nấu thì phải tính ngay từ đầu chứ còn chia xương ra với chị nghĩ. Không phải ấy. Rồi tỏ ngon đấy. Tỏi lại hải dương không nhiều đấy, con không ra nhiều đấy. Không ra nhà thì Lý Vân đấy. Hành này gái Lý Vân. Hành ăn đấy là. Hải dương. Hả? Cái gì? Gà đó. Hành đấy ăn thịt gà hay hành kia tức là ăn thịt gà hành này cạnh đấy có thể nấu mà nấu miếng thịt để thái ra bắt thịt đấy. Chúng nói là khi ăn hành thì là lấy thôi.